Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, Trung Quốc gặp trắc trở khi muốn lập vùng nội thủy trên Biển Đông. Thưa quý vị, như đã đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ hôm vừa qua đã phát biểu phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông ngày hôm qua tại khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nêu quan điểm của Việt Nam về kế hoạch lập vùng nội thủy trên Biển Đông của nước láng giềng phía Bắc. Tờ Sankei của Nhật Bản ngày hôm qua đã có đưa tin về cuộc họp tại Ủy ban giới hạn thềm lục địa CLCS của Liên Hợp Quốc. Tại đó, đại diện chính phủ Nhật nói rằng Trung Quốc đang tiến hành thiết lập vùng nội thủy tại Biển Đông và cấm tàu thuyền nước ngoài qua lại ở khu vực này, nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định rằng lập trường của Việt Nam về Biển Đông đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong công hàm số 22/HC-2020 gửi tới Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020 và Việt Nam cho rằng các nước đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung là duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng ý định Trung Quốc muốn Biển Đông thành khu vực nội thủy của mình là hành động thăm dò thái độ của các nước nằm trong vùng biển này. Theo ông, trong thời gian tới chắc chắn là các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ lên án và từng nước sẽ có những hành động để đối phó với kế hoạch này của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là nội thủy của họ cũng như là trước đây họ dự định lập vùng cấm bay trong khu vực Biển Đông nhưng đã không thực hiện được, tôi cũng tin rằng họ chỉ nói để răn đe các nước ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Thế giới sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc hành động như vậy. Nó trái với luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Và tôi cũng tin rằng là Trung Quốc muốn thăm dò thái độ từng nước ở Đông Nam Á đối với sự cạnh tranh chiến lược của Mỹ và Trung hiện nay và đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, qua đó chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc không phải là một người bạn tốt, không phải là một người đồng chí tốt. Cũng theo ông Đinh Kim Phúc, ý định muốn biến khu vực Biển Đông ở Đông Nam Á trở thành nội thủy của Trung Quốc là tham vọng từ lâu của nước này. Nó cũng cho thấy là Trung Quốc là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại là thành viên của Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Nhưng mà họ hành xử và phát biểu kiểu vô pháp, không tuân theo bất cứ một cái gì mà họ đã cam kết. Trung Quốc lúc nào cũng hai mặt, một mặt là họ trấn an các nước Đông Nam Á, mặt khác họ luôn ấp ủ và thực hiện tham vọng bá quyền ở khu vực Đông Nam Á và trước nhất là trên Biển Đông. Mới đây, tại hội nghị Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa đã nói những lời hay ý đẹp về mối quan hệ của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như là các nước ASEAN. Và lời nói đó 10 ngày sau đã thành gió bay. Nó bộc lộ rõ tham vọng của Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha khu vực Biển Đông, không bao giờ từ bỏ tham vọng bá quyền của họ ở khu vực này. Trong bài phát biểu tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực hôm vừa qua tại đối thoại Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa nói rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang rất tốt đẹp và bản thân ông cũng là một người anh tốt và một người bạn tốt đối với người đồng cấp của Việt Nam là Bộ trưởng của Việt Nam Phan Văn Giang. Trở lại với ý định là vùng nội thủy của Trung Quốc, Thạc sĩ nhà nghiên cứu quốc tế Hoàng Việt nhận định, thực ra kế hoạch này được phía Nhật đưa ra nhưng tới nay cũng chưa biết chính xác cụ thể thông tin như thế nào. Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc gọi là vùng nội thủy ở khu vực Biển Đông này cũng không phải là điều mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay Trung Quốc đã tự vẽ nên đường lưỡi bò đi qua khoảng 90% Biển Đông. Một trong những cách giải thích của Trung Quốc đó là đường lưỡi bò là biên giới biển của Trung Quốc. Như vậy thì mặc nhiên vùng biển, vùng nước ở trong đó chính là vùng nội thủy của Trung Quốc. Như vậy là Trung Quốc đang muốn biến một vùng biển quốc tế theo Công ước Luật Biển trở thành vùng lãnh hải của riêng Trung Quốc và càng ngày họ sẽ càng đẩy mạnh thực hiện điều đó hơn. Tuy nhiên, Biển Đông là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc phòng trên thế giới. Do đó, theo Thạc sĩ Hoàng Việt, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và cả thế giới sẽ không bao giờ để Trung Quốc thực hiện hóa kế hoạch này. Bởi vì Biển Đông có rất nhiều con đường vận tải biển, thương mại hàng hóa quan trọng bậc nhất trên thế giới. Nếu mà Trung Quốc kiểm soát thì rõ ràng là toàn bộ thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này rõ ràng là các quốc gia khác sẽ phải lên tiếng. Đầu tiên là họ sẽ phải nói rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Biển Đông và cả Trung Quốc đều là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982. Thì cứ phải theo đúng quy định đó mà làm, chứ không thể nào biến từ vùng biển quốc tế trở thành vùng biển của Trung Quốc được. Suốt những năm vừa qua, trong những cuộc chiến công hàm, thì các quốc gia đã phản đối liên tiếp những lập luận này của Trung Quốc.
về mặt pháp lý là không ai chấp nhận điều này cả. Còn về mặt thực tế thì các quốc gia sẽ phải xem xét như thế nào. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Úc về Việt Nam và vấn đề Biển Đông cho biết là kế hoạch biến Biển Đông thành nội thủy của Trung Quốc không phải là điều mới. Tuy nhiên, lời phát biểu từ phía Nhật Bản coi như là một bước để khiến các nước Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia quan tâm đến vấn đề này. Theo vị giáo sư người Úc, đúng là Trung Quốc sẽ không dễ dàng thực hiện được ý đồ đó của họ bởi vì trong bối cảnh hiện nay, tất cả các nước đều phản đối yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đưa các tàu chiến đi qua khu vực Biển Đông cho thấy là nước này không công nhận đây là vùng nội thủy của Trung Quốc. Và Úc, dù không có hoạt động tự do hàng hải như Mỹ, nhưng họ cũng có một số chương trình tương tự. Và theo giáo sư Carl Thayer, thật đáng quý khi không có một quốc gia nào chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các nước không tiếp tục lên tiếng phản đối, Trung Quốc sẽ dần dần thực hiện hóa ý đồ đó. Vấn đề là bạn sẽ làm gì nếu Trung Quốc cố gắng thực hiện các bước thiết thực để thực thi kế hoạch này? Điều đó có thể xảy ra nếu Trung Quốc có những can thiệp phù hợp. Cho nên, như đã thấy, Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên gần như là toàn bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Úc hay là các nước Đông Nam Á đều đáp trả rằng Trung Quốc không thể làm như vậy. Nhưng nếu không có ai làm bất cứ điều gì thì Trung Quốc có thể đạt được mục đích. Bởi vì không ai phản đối có nghĩa là các nước đã chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch về vùng nội thủy ở Biển Đông, cũng giống như một cách họ đã làm đối với eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố là nước này có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Đây không phải là vùng biển quốc tế mà là vùng nội thủy của Trung Quốc. Một ngày sau, Đài Loan lên tiếng phủ nhận, nói rằng eo biển thuộc về hải phận quốc tế, nằm ngoài lãnh hải của Đài Loan. Do vậy, eo biển Đài Loan phải tuân theo nguyên tắc tự do hàng hải. Trong khi đó, Trung Quốc lại tiến hành tập trận rầm rộ ở Biển Đông, quân sự hóa các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC. Gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không tái diễn vi phạm tương tự. Bình luận về vấn đề này, giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng như hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia. Ông Thayer cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh của hải quân của đối thủ. Các bạn thân mến, Tư lệnh lực lượng không quân mới của Úc tuyên bố rằng mặc dù một loạt sự cố an ninh gần đây xảy ra trong không phận quốc tế đang tranh chấp trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bởi Bắc Kinh, nhưng Úc sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Tư lệnh lực lượng không quân Australia, Trung tướng Robert Chipman, nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc có một quân đội hiện đại rất có năng lực và cùng với đó, nó phải tuân theo mức độ chuyên nghiệp cao và chúng tôi muốn thấy quân đội Trung Quốc có cùng mức độ chuyên nghiệp mà chúng tôi có, Chipman nói. Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Úc tiết lộ rằng một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn đối với một máy bay do thám của Úc trong không phận quốc tế trên Biển Đông, gây ra các phản đối ngoại giao. Ngày 26 tháng 11, máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Úc đã tiến hành trinh sát định kỳ trong không phận. Thủ tướng Úc Albanese lên án đây là một động thái nguy hiểm và khiêu khích. Máy bay trinh sát P-8 Poseidon sau đó kết thúc nhiệm vụ và trở về căn cứ. Chipman cảnh báo rằng Trung Quốc đã xây dựng năng lực hàng không vũ trụ mạnh mẽ ở Biển Đông, nhưng Úc vẫn có thể tiến hành các hoạt động quân sự ở đó. Chipman đã gặp Bộ trưởng Không quân Frank Kendon vào thứ Hai để có cuộc đàm phán cấp cao về lực lượng không quân và hợp tác không gian. Phát biểu cùng với Kendon, Chipman cho biết ông không mong đợi sự gia tăng các cuộc đối đầu của Trung Quốc với máy bay của Không quân Úc. Ông nói với giới truyền thông tại trụ sở quốc phòng ở Canberra, tất nhiên, gần đây chúng ta đã chứng kiến một loạt tình trạng mất an ninh, nhưng đó không phải là một xu hướng mà chúng ta thấy bền vững. Chipman cho biết hệ thống phòng không của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải là không thể xuyên thủng. Và bất chấp các sự cố gần đây về việc máy bay giám sát của Úc đánh chặn nguy hiểm,
các máy bay giám sát của Úc vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực như bình thường. Hoạt động của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi buộc quân nhân của mình phải tuân thủ quy định rất cao. Họ có khả năng hoạt động trong môi trường có tranh chấp, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng họ đủ năng lực để tiếp tục sứ mệnh của mình ở Biển Đông. Trong cuộc gặp cấp cao, ông Kendall cũng cho biết trong quá trình thúc đẩy Australia có thêm vũ khí tấn công tầm xa, Mỹ sẵn sàng đàm phán với Canberra để không quân Australia mua máy bay ném bom tấn công B-21 đang được phát triển, sẽ mang lại cho Úc hàng chục khả năng chiến binh hàng không đã thiếu trong nhiều năm. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!